xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip khởi đầu cho năm mới 2023. Và mình sẽ làm một clip đó là mình sẽ đi tổng quan về chim bồ câu ti tan thái siêu thịt ở kênh Nông Dân Làm Giàu của mình, để mọi người có thể hình dung về cái loại chim bồ câu ti tan thái siêu thịt nhé. Thì đây, mình đang đi dạo ở trại của mình này. Thì trên màn hình đây là những cặp bồ câu ti tan thái siêu thịt, là siêu đẹp luôn mọi người. Đây, đây là những cặp bố mẹ là sinh sản rồi nhá, và đang nuôi con này. Ở trên là cặp chim bồ câu ra ràng. Và chim bồ câu ra ràng của chim bồ câu ti tan thái siêu thịt rất là to, tại vì nó là dòng thiêu siêu thịt mà. Thì hiện nay trên ở Việt Nam mình nhá, thì đại đa số là chuyển sang nuôi cái dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này hết, và hầu như là đều xuất phát từ trại giống của mình. Thì mình cũng rất vui vì điều đó, tại vì ở trại mình có những cái chương trình để kết hợp cùng với những người nuôi, như là bao đồ ra cho người nuôi này, hoặc là hàng năm thì ở trại của mình có cái chương trình tặng chim bồ câu. Thì mình rất là vui vì có những cái tín hiệu như vậy. Đây cho mọi người có thể thấy này, những cặp chim này là cũng mới nở được vài ngày thôi. Đây này, đây là cặp chim bố mẹ, chim rất là to nhá, chim bồ câu bố mẹ của dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt rất là to. Và cái màu đặc trưng của chim bồ câu ti tan thái siêu thịt là màu nâu, xám đá mọi người nhá, màu xám á. Và đấy, cũng có nhiều người hỏi mình đó là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt phân biệt nó như thế nào. Tại vì cũng có nhiều người đi mua thì cũng có rất nhiều người giới thiệu chim, nhưng mà thực chất đó nó không phải là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt. Đó có thể là chim bồ câu ta này, hoặc là những dòng chim khác nó lai rồi. Thì chính vì trải qua nhiều quá trình lai nên là cái chim bồ câu ra ràng đẻ ra nó con của nó rất là nhỏ mọi người. Còn chim bồ câu ti tan thái siêu thịt đẻ ra một cái là 25 ngày tuổi là chim bồ câu là trên 5 lạng hết. Chính vì vậy nên nó được cái mệnh danh là chim, cái dòng chim siêu thịt là vậy. Còn ở trại mình thì áp dụng cái theo cái hình thức đó là cho máy ấp trứng, ấp trứng. Đây, ví dụ như cặp này đi, nó đẻ được 2 trứng đi. Thì một chút nữa thôi, thì khi mà nó đẻ hoàn thành 2 trứng này, đây là mới đẻ xong này, thì mình sẽ lấy trứng này mình bỏ vào máy ấp trứng, cho máy ấp trứng ấp. Chứ mình nuôi theo hình thức công nghiệp thì mình sẽ cho máy ấp trứng thì nó sẽ rất là hiệu quả. Đây là tất cả những cặp chim của mình, đây là chim sinh sản hết nhá. Thì như mình quay lại vấn đề, đó là dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt, nó là một cái dòng chim chất lượng nhất hiện nay luôn. Chất lượng tại vì thứ nhất là chất lượng thịt của nó cực đỉnh luôn. Tất cả nhà hàng hoặc những siêu thị đều họ rất là ưa chuộng. Tại vì chim bồ câu ra ràng là auto là trên 5 lạng. Thì đương nhiên rồi, với một cái số tiền bỏ ra cũng không có nhiều đâu, thì mua chim bồ câu ra ràng trên 5 lạng thì người ta rất là hào hứng người ta mua. Và chim bồ câu thì nó rất là bổ nữa. Như mình cũng đã từng nói là một con chim bồ câu ra ràng nó bổ bằng 9 con, mọi người ăn 9 con gà đấy. Thì mọi người có thể hiểu cái chất dinh dưỡng nó như thế nào. Và đặc biệt trong tại dịch Covid-19 vừa qua thì trại mình chim bồ câu ra ràng lúc nào cũng cháy hàng, không có hàng để bán luôn. Tại vì người ta ăn để bổ sung cái chất dinh dưỡng. Và đặc biệt là thịt chim bồ câu này nó bổ khí huyết và bổ phổi, nên là nhiều người họ mua về họ ăn rất là nhiều. Mình nhớ không nhầm có nhất là phụ nữ đang mang bầu á, họ mua chim bồ câu của mình rất là nhiều. Và một lần mua có thể mua là vài chục cặp chim bồ câu ra ràng, họ để họ ăn dần. Nên là ngoài ra thì mình cũng xuất đi bán ở những cái nhà hàng siêu thị, thì mọi người cũng thấy là chim bồ câu ra ràng của mình lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng là vậy. Còn chim giống trong năm 2022 thì trại mình xuất bán chim bồ câu giống rất là nhiều, từ Bắc ngoài Nam luôn. Từ ở ngoài Bắc thì mình cũng đã vận chuyển và mình bán rất là nhiều. Nhiều người cũng hỏi mình là cái điều kiện khí hậu của ngoài Tây Bắc có nuôi được chim bồ câu ti tan thái siêu thịt không. Thì hôm nay thì mình cũng nhắc lại, đó là cái dòng chim bồ câu ti tan thái siêu thịt này nó là một cái dòng chim thích ứng rất nhanh với những tất cả điều kiện khí hậu ở Việt Nam mình.
ngoại trừ những cái lúc mà thời tiết cực đoan thôi, ví dụ một vài năm có một lần rét đậm rét hại thì mình sẽ quay bạt lại cho chim thôi, chứ cũng không có vấn đề gì mọi người. Đây là những cặp chim bố mẹ này. Nhiều người đến kênh trại của kênh Nông Dân Làm Giàu mình thì họ rất là thích, tại vì chim bồ câu bố mẹ rất là to. Mọi người xem video thì mọi người mới thấy được là cái chất lượng chim nó tuyệt như thế nào. Chứ nhiều khi có nhiều anh em chụp hình nhá, rồi mình không có hình, rất khó để hình dung là chim bố mẹ nó to như thế nào. Còn mình xem video là thực tế luôn, chim bồ câu như thế nào thì lên hình thì nó như vậy. Đây, cặp này cũng mới đẻ hoàn thiện xong hai trứng, thì mình sẽ lấy trứng bỏ vào máy ấp trứng mọi người nhé. Thì máy ấp trứng nó sẽ ấp tầm khoảng 18 ngày là quả trứng nó sẽ nở. Đây, cặp này là nó đang đẻ đây mọi người này, đang đẻ đấy. Còn cặp này đang nuôi con này, bên cạnh là đang nuôi con. Đấy, mọi người thấy chuẩn chưa? Chim bồ câu tin lái siêu thịt là siêu chuẩn luôn nhá. Ở trại mình là đang áp dụng hình thức là nuôi càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là có những cặp chim bồ câu tin lái siêu nuôi một lúc 4 con luôn. Nuôi một lúc 4 con luôn mọi người. Đây, những cặp này là đây nè, đây là mới cũng đẻ xong rồi đấy. Là mình sẽ bỏ máy ép trứng. Đây là những cặp ở trên cho mọi người thấy này. Tuyệt vời không? Đây đang nuôi con. Ở đây đang đẻ này. Cặp trên này đang đẻ này. Và có một cái ưu điểm có thể nói là nó khác biệt và nó tốt hơn so với những loại chim bồ câu khác. Đó là chim bồ câu ti tạng thái siêu thịt là dòng siêu đẻ luôn mọi người nhé. Nó đẻ rất nhanh và rất nhiều. Có thể là nó đang nuôi con ở bên dưới nhưng mà nó đã đẻ trứng ở bên trên lại rồi. Và mình sẽ lấy quả trứng đó mình bỏ vào máy ấp trứng. Và khi nó hoàn thiện nó nuôi xong con chim bồ câu thì cái quả trứng kia đôi khi nó cũng đã kịp nở. Thì nó rất là mình nhanh có lời là nó là như vậy. Tại vì nuôi chim bồ câu mà người ta có thành công hay không, thứ nhất là cái đầu ra này. Và thứ hai là chim bồ câu ra ràng nó nhân được nhiều hay không. Và cái đầu ra thì đương nhiên mọi người yên tâm rồi, ở trại mình bao đầu ra cho người nuôi nhé. Rồi mình là mọi người mà muốn làm hợp đồng thì mình sẽ làm hợp đồng luôn. Hợp đồng ký có thể dài hạn đối với những người nào mà họ quyết định khởi nghiệp bằng việc nuôi chim bồ câu thì mình sẽ ký hợp đồng này. Rồi mình chắc chắn là mình sẽ trao đổi kinh nghiệm rồi đó. Tại vì nhiều người nuôi ban đầu thì họ chưa biết nuôi con chim bồ câu như thế nào, cho ăn ra sao, hoặc là những tư vấn kỹ thuật. Thì anh em của mình sẽ đến tận nhà để hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi luôn. Và mình cũng hay có trao đổi đó là việc nuôi chim bồ câu ti tan thái siêu thịt đó, nó thứ nhất là nó đơn giản hơn rất nhiều so với việc mọi người nuôi heo này hoặc là nuôi gà. Để mình nuôi heo hoặc nuôi gà thì mọi người phải bỏ ra một lượng chi phí ban đầu để mọi người nuôi rất là nhiều. Thứ nhất là chuồng trại của heo và gà, thì tại vì hai cái loại vật nuôi này nó hay bị cái loại dịch bệnh như dịch tả heo châu Phi này, còn gà thì hay bị H5N1 này, thì nó rất là mệt luôn chuồng trại. Chứ mọi người biết là không có đơn giản như là lồng chim bồ câu này. Lồng chim bồ câu với chim giống thì mọi người cũng phải bỏ ra một cái lượng chi phí nó cũng vừa phải thôi, nhưng mà mọi người thu lại rất là nhanh. Tại vì chim bồ câu á thì trong tháng sẽ đẻ liền thì mình sẽ có lời liền. Còn mọi người nuôi gà này, nuôi heo này có khi vài tháng đến cả năm mọi người mới có thu. Nhiều người nuôi heo đến cuối năm mình mới bán heo ăn Tết mà. Còn gà thì mấy tháng, vài tháng mình mới bắt đầu có thu. Và trong quá trình đó thì gà nó ăn rất là nhiều. Còn chim bồ câu thì mỗi lần mình chỉ ăn hai nắm thôi, nó ăn rất ít và nó đẻ rất sai. Và chim bồ câu con thì nó khi mà chim bồ câu ra ràng mình bán nó đi thì nó chưa ăn được cám mà. Đây mọi người có thể thấy không? Đây nó việc nuôi chim bồ câu nó là một cái việc phát triển kinh tế rất là hay, và mình cũng từng đi trao đổi kinh nghiệm ở rất nhiều nơi và mình thấy là rất là mừng khi mà nhiều người khởi nghiệp bằng việc nuôi chim bồ câu và họ thành công. Và anh em nào mà có cái cần tư vấn thêm những kinh nghiệm hoặc là cần những cái gì liên quan đến bồ câu thì cứ alo cho mình.
hoặc là kết bạn Zalo với mình nhé, theo cái số điện thoại của mình luôn á, kênh Nông Dân Làm Giàu ấy, là 0961142323 đó. Và mình thì chỉ có duy nhất một kênh YouTube là Nông Dân Làm Giàu, và duy nhất một kênh Facebook Nông Dân Làm Giàu và Zalo Nông Dân Làm Giàu thôi. Còn ngoài ra thì mình không có cái thứ hai, nên là anh em mà nhắn tin cho mình thì anh em cứ nhắn theo số đó là sẽ tới được mình, còn những số khác là không phải của mình mọi người nhé. Rồi clip năm mới hôm nay thì mình cũng xin chào tạm biệt mọi người, và hy vọng là trong năm mới 2023 thì mình sẽ kết nối với thật nhiều anh em, và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình. Rồi, tạm biệt tất cả mọi người.